Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ phân biệt cái cà phê xanh mà loại hàng thật và hàng giả. Mặc dù bây giờ trên thị trường nó rất là tinh vi mấy bạn, tem mác đồ đầy đủ, nhưng mà mình đã phát hiện ra, tại vì mình bán cà phê xanh trước giờ, cái hôm đó cái chỗ mình lấy hàng nó mới hết, cái chị khách mình đặt, mình mới chạy qua mình mượn cái cà phê xanh ở bên chị này để giao cho khách, thì nhận được một cái phản hồi nó khá là lạ mấy bạn. Thì cái hộp nó cũng, mấy bạn nhìn cái hộp hàng thật và hàng giả nè, cái bên này là hàng thật, còn bên đây là ba hộp này là hàng giả mà mình bị nè mấy bạn. Mình giá hiện tại niêm yết của nó là 125 nha mấy bạn. Ở đây mình bán giá có 95.000 một hộp thôi, không phải là giá 95 mà là hàng giả, mà thật sự ra cái lô hàng của nó bị giả như thế này. Mấy bạn nhìn ha, trước tiên á mấy bạn nhìn hai cái hộp này cho mình đố mấy bạn phát hiện ra cái hộp hàng thật và hàng giả, mấy bạn nhìn thấy không? Thì mình thấy qua màn hình mấy bạn nhìn thấy liền, cái này nó sắc nét hơn nè mấy bạn. Bên đây này, phải không, mấy bạn thấy nó có sự mờ hơn đúng không? Đây nó mờ hơn mấy bạn, mà mấy bạn nhìn nè, mấy bạn nhìn nè, mình đưa vô giữa cái hộp thật và hộp giả, mấy bạn có thấy có sự khác biệt liền đúng không? Cái này là giả nè mấy bạn, cái này là thật nè mấy bạn. Mình dám khẳng định luôn, cái này là giả, mặc dù nó có tem nha mấy bạn. Cái hàng thật của mình nó có tem nè mấy bạn, tem nó dán ở phía trước, và cái hàng giả này nó cũng có tem nè, cái tem nè, cái tem mấy bạn, cái tem nó dán vậy nè, nó dán một bên như thế này thôi, ở trên, ở dưới này nó kèm cho mấy bạn thêm một cái tem cà phê xanh nữa, mấy bạn thấy không? Nhưng mà bên hàng thật người ta không có, người ta không có dán thêm cái tem đó nữa nha mấy bạn, người ta không có thêm một cái tem cà phê xanh như vậy nữa, người ta không có dán ở dưới vậy. Hàng thật nó là người ta giống như là thật là không sợ lửa, không dán ở dưới. Hàng giả thì có. Cái thứ hai mấy bạn nhìn nè, cái chỗ cái hộp ở bên đây nè, cái thứ hai mấy bạn nhìn nha, ở phần bên dưới này mấy bạn, ở cái hàng thật á, phần bên dưới nó sẽ có một chiếc lá cho mấy bạn nè, ở bên đây nó không có nha, nó không có cái phần chiếc lá đó mấy bạn, các bạn thấy không, phần chiếc lá. Cái thứ tiếp theo nữa là mấy bạn nhìn ở trên cái hộp thật nó có rất nhiều trái cà phê nha, 1, 2, 3, 4, 5, nhưng mà bên đây nó chỉ có 1, 2, 3, 4 trái cà phê thôi. Bên đây là cái hộp người ta 1, 2, 3, 4, 5 chùm cà phê như thế này luôn. Bên đây rất ít cà phê nha mấy bạn, mà nó nhạt nữa, mà nó ít cà phê nữa bạn, nó chỉ được là giống hệt thôi mấy bạn. Nhưng mà mình nghĩ á, cái này mấy bạn phải có hộp thật thì mấy bạn mới so sánh được, còn không có hộp thật thì mấy bạn hơi khó so sánh cho mấy bạn. Nhưng mà mình cũng muốn làm cái clip này để mấy bạn mà tin tưởng vô cái địa chỉ uy tín mà mình mua ha, tại cái này là mình dùng vào cơ thể cho nên mình tránh mua hàng giả ha, ảnh hưởng sức khỏe ha. Phần tiếp theo là cái gì? Bên đây, bên cái logo các bạn thấy không, một cái chữ bự, một cái chữ nhỏ rõ ràng. Bên đây là hàng giả, cái chữ này nó bự nè mấy bạn. Bên đây hàng thật, cái chữ này nó nhỏ nè mấy bạn. Các bạn thấy không? Không phải là thật sự là nó chữ bự chữ nhỏ thật. Đó. Các bạn thấy không? Chữ bự chữ nhỏ. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn vô cái áo ra ha mấy bạn. Thì cái hộp giả nó cũng có 10 bịch như vậy luôn. Rồi các bạn biết sao không? Nó khác ở cái bao thật của nó như thế nào. Các bạn nhìn nè, nó cũng giống phải không? Giống qua bên này, nhưng mà các bạn thấy rõ nè sự khác biệt liền đúng không, khác liền. Cái phần này nó tưa tưa nè mấy bạn, cái vết cắt nó không có đẹp như người ta, cái lần người ta mấy bạn thấy nó đẹp không, nó sắc. Còn cái này của mấy bạn giống như là mấy bạn dùng cái dao lục mấy bạn cắt vậy, nó răng cưa, mà bịch nào như bịch nấy đó, nó răng cưa. Còn nó xấu không, cái này người ta rất là đẹp luôn mấy bạn. Cái thứ hai là quan trọng nè, dễ thấy nhất ở đây, cái chữ, cái hạn sử dụng của nó là nó giống như cái kiểu là nó mực vẽ lên. Còn cái này mấy bạn coi cái hạn sử dụng của người ta nè. Đó. Cái này là cái điểm rõ nét nhất mà mình sẽ thấy ha mấy bạn ha. Đây, hai cái hạn sử dụng khác nhau. Cái tem mấy bạn nhìn cũng khác nhau nữa. Hồi nãy là cái đường nét có khác rồi, giờ mấy bạn nhìn nè. Đó. Các bạn thấy không? Cái phần này với cái phần chấm này nó khác nhau. Nó khác nhau. Cái kia là người ta chấm hai đầu. Các bạn, cái phần thật là người ta chấm hai cái đầu, còn này nó chỉ chấm con đầu thôi các bạn. Đây, có một đầu thôi. Các bạn thấy không? Đó. Không phải là mình chấm thêm đâu ha. Ủa sao cái này cũng chấm. Rồi xong mấy bạn. Như vậy á, em mua nhầm cái lô hàng giả này là em bỏ luôn. Em bỏ luôn cái cà phê này. Tại vì em á là đã sử dụng rồi cho nên em mới biết, mới phân biệt, mình tin ý, mình nhìn được. Nhưng mà chị em nào mà có đang dùng á thì em nghĩ là nên so sánh ha.
Nên so sánh cái này là mấy bạn sẽ biết liền. Thì em bỏ luôn ba cái hộp cà phê này, lỗ mất mấy trăm ngàn của em luôn á. Thì mình bán trước giờ, nếu mà bán gì mất uy tín mấy bạn, có gì mất uy tín lắm. Nên mình muốn quay cái video này để cho mấy bạn phân biệt được cái cà phê xanh, cũng mặc dù có tem mạc đầy đủ nhưng nó vẫn giả nha mấy bạn. Cho nên là khó phân biệt lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, có góp ý gì xin comment cho mình ha.